Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi những thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của chúng tôi. Nội dung chương trình sẽ cung cấp đến quý khán giả những góc nhìn toàn cảnh, những vấn đề nóng hổi dưới góc nhìn chuyên sâu, đa chiều, đang giành được sự quan tâm lớn của dư luận. Dưới đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phản ứng trước cuộc chiến kéo dài của Nga-Ukraine, phương Tây liên tục nã các lệnh trừng phạt đánh thẳng vào nền kinh tế Nga. Việc phương Tây tịch thu tài sản của Nga và hạn chế đối với thanh toán quốc tế có thể coi là đau đớn nhất đối với Moscow. Trả lời phỏng vấn trước báo giới ngày 25 tháng 12 năm 2023, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết, Moscow đã đánh giá rủi ro của các lệnh trừng phạt kể từ năm 2014 và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với nhiều lệnh trừng phạt trong số đó. Theo đó, Mỹ và Liên minh châu Âu-EU áp dụng đợt trừng phạt đầu tiên nhằm vào Nga sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Dựa trên kết quả một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi, các ngân hàng lớn khi bị trừng phạt phần lớn đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Họ nhận thức được mối đe dọa bị ngắt kết nối với SWIFT từ năm 2014. Do vậy, họ đã xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán quốc gia. Chúng tôi đã đa dạng hóa dự trữ của mình, tăng tỷ trọng đồng nhân dân tệ và vàng, bà Nabiullina nói. Bị hạn chế tiếp cận các mạng lưới tài chính của phương Tây và đồng đô la Mỹ, Nga đã chuyển sang nước láng giềng Trung Quốc. Hai nước tuyên bố tình hữu nghị không giới hạn vào ngày 4 tháng 2 năm 2022. Moscow hiện đã chấp nhận sử dụng nhiều hơn đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong bối cảnh hợp tác tài chính song phương ngày càng tăng cường. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti vào ngày 26 tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov nói rằng luật ngân sách Nga sẽ cho phép nước này phát hành các khoản vay bằng nhân dân tệ. Tuy nhiên, quan chức Nga nói thêm rằng phía Trung Quốc chưa chấp thuận kế hoạch về các khoản vay bằng đồng nhân dân tệ. Các cuộc đàm phán với các đối tác Trung Quốc đã diễn ra được một thời gian nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra, Bộ trưởng Tài chính Nga nói. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời nhà kinh tế cấp cao tại BBVA Research, bà Dong Jin-yu cho biết, trong khi mối quan hệ song phương được tăng cường trên mặt trận tài chính có thể giúp quốc tế hóa tiền tệ của Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng có xu hướng tỏ ra an toàn khi duy trì lập trường trung lập liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, các ngân hàng thương mại Trung Quốc cần xem xét sự an toàn và lợi nhuận của các khoản vay bằng đồng nhân dân tệ, ngoài những cân nhắc về chính trị. Ví dụ, phần bù rủi ro là bao nhiêu trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang diễn ra và họ sẽ phòng ngừa rủi ro tiền tệ như thế nào trước sự biến động lớn của đồng rúp Nga, bà Dong Jin-yu nói. Vị chuyên gia tài chính cũng cho rằng thị trường tài chính tương đối yếu ở Nga cùng với cơ sở hạ tầng tài chính kém phát triển, bao gồm cả các sản phẩm và thanh toán bằng đồng nhân dân tệ xuyên biên giới, là những thách thức đối với cả hai bên trong việc cho phép Nga vay các khoản vay bằng nhân dân tệ. Chuyên gia về Nga và Trung Á thuộc Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải Lily Fan nhấn mạnh rằng mặc dù người Nga sẵn sàng chi tiêu rộng rãi đồng nhân dân tệ trong nước nhưng cũng cần phải suy nghĩ sâu sắc xem liệu sức tiêu dùng này có thể duy trì được hay không. Theo ông Lee, tỷ giá giao dịch giữa đồng rúp và nhân dân tệ cao, trong đó đồng tiền Trung Quốc chiếm 1/4 dự trữ ngoại hối của Nga, trong khi Nga có thể sử dụng đồng nhân dân tệ để đổi lấy đô la Mỹ. Tuy nhiên, chủ nợ luôn là bên có nhiều mối quan tâm hơn con nợ trong bất kỳ hoạt động cho vay nào, ông nói. Trong động thái kinh tế mới đây của Trung Quốc, giới quan sát nhận thấy rằng loạt ngân hàng nhà nước Trung Quốc có vẻ đang quay lưng với Nga vì lo sợ trừng phạt từ Mỹ. Theo đó, 3 trong số 4 ngân hàng nhà nước lớn của Trung Quốc đã tạm dừng giao dịch với các tổ chức tài chính Nga bị trừng phạt. Ông Alexei Prosin, tổng giám đốc công ty tư vấn và đầu tư First Group, cho hai ngân hàng công thương Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc đã ngừng giao dịch với các khách hàng Nga kể từ đầu năm 2024. Cũng theo ông Prosin, 3 ngân hàng Trung Quốc đã thông báo cho khách hàng Nga của họ về động thái này vào tháng 1. Trước đó một tháng, Liên minh châu Âu-EU đã áp đặt gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga. Cũng trong thời gian này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào các tổ chức tài chính hợp tác với doanh nghiệp liên quan đến tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga. Các ngân hàng Trung Quốc đang thắt chặt kiểm tra việc tuân thủ với các doanh nghiệp Nga vì họ lo ngại bị cuốn vào chính sách trừng phạt này ngày càng thắt chặt của phương Tây đối với Nga liên quan đến việc nước này tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Prosin nói rằng các ngân hàng Trung Quốc hiện không sẵn lòng hợp tác kinh doanh với các công ty bị trừng phạt vì cán cân thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lớn hơn nhiều so với Trung Quốc và Nga. Điều mà Trung Quốc lo ngại cũng chính thức xảy ra khi mới đây 17 công ty từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông bị liệt vào danh sách hơn 500 mục tiêu của các lệnh trừng phạt mới do Mỹ áp đặt với cáo buộc vận chuyển thiết bị đến Nga hoặc cung cấp hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Đáp lại, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Mỹ đang tung ra các biện pháp trừng phạt đơn phương thông qua ép buộc kinh tế. Phía Trung Quốc phản đối mạnh mẽ những hành vi như vậy, Bộ này cho biết. Mỹ đã vi phạm trật tự quốc tế và phá vỡ sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết thêm, Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các công ty của nước mình. Nga và Trung Quốc đang tham gia hợp tác kinh tế và thương mại song phương bình thường,
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 26 tháng 2 vừa qua. Chúng tôi không nhắm mục tiêu vào bên thứ ba và sẽ không bị làm phiền bởi bất kỳ bên thứ ba nào khác, đại diện Bắc Kinh nhấn mạnh. Bắc Kinh và Điện Kremlin ghi nhận thương mại song phương chủ yếu là dầu khí, đạt mức cao kỷ lục 240 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, và các công ty Trung Quốc gia nhập thị trường Nga, nơi các công ty phương Tây rút lui. Về mặt tài chính, cả hai đã ký các thỏa thuận kiểm toán và giám sát nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn song phương và phát hành trái phiếu vào tháng 12. Không kém cạnh Nga, Trung Quốc cũng trở thành đối tượng mà phương Tây nhắm đến trong các đòn trừng phạt kinh tế. Từ mối quan hệ bỗng dưng thân mật với Nga, Trung Quốc có thể rút ra bài học gì về cách né đòn kinh tế của phương Tây? Theo giới phân tích, thành công của Nga trong việc vượt qua các lệnh trừng phạt từ phương Tây thông qua phi đô la hóa và củng cố các đối tác thương mại có thể là một bài học quý giá cho Trung Quốc. Chia sẻ tại Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 2 vừa qua, Đinh Di Phan, nguyên phó giám đốc Viện Phát triển Thế giới thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết, Nga đã cung cấp cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm quý báu có thể học hỏi để đối phó với các lệnh trừng phạt tài chính và kinh tế trong tương lai. Bất chấp chiến sự ở Ukraine và áp lực lệnh trừng phạt ngày càng gia tăng, nền kinh tế Nga vẫn tăng trưởng 3,6% trong năm ngoái, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích và đánh dấu sự phục hồi đáng kể từ năm 2022, giai đoạn tổng sản phẩm quốc nội của nước này giảm 2,1%. Đánh giá của chuyên gia Đinh được đưa ra khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang năm thứ ba và chưa có hồi kết. Ngay sau khi chiến sự bắt đầu vào năm 2022, Mỹ và các đồng minh chủ chốt đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, trừng phạt tài chính và giới hạn giá dầu ở quy mô chưa từng có đối với Nga. Đồng thời, cũng cô lập các ngân hàng Nga khỏi hệ thống liên hệ tài chính toàn cầu SWIFT, cách gọi tắt của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng toàn cầu, đóng băng hàng trăm tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga và hạn chế dòng sáng kiến công nghệ quân sự chuyển tới Moscow. Song nền kinh tế Nga đã không sụp đổ như phương Tây mong đợi. Thay vào đó, các nhà hoạch định chính sách ở Moscow đã nhanh chóng vào cuộc bằng một loạt biện pháp, bao gồm kiểm soát vốn và các công cụ chính sách tiền tệ. Đặc biệt, Moscow đã đẩy nhanh việc sử dụng các loại tiền tệ không phải đô la trong ngoại thương, đồng thời tăng cường đều đặn thương mại với các đối tác không thuộc phương Tây, điều mà ông Đinh cho rằng có thể mang lại những bài học quan trọng cho Trung Quốc. Thương mại thông qua phi đô la hóa đã hỗ trợ sự phát triển kinh tế của Nga và đảm bảo an ninh tài chính của nước này. Trung Quốc có thể sẽ phải đối mặt với tình huống tương tự, đặc biệt là trong những năm gần đây khi lời kêu gọi tách rời hoặc giảm rủi ro thương mại ngày càng tăng, chuyên gia này nhận định. Theo dữ liệu của cơ quan hải quan Nga, những nỗ lực của Moscow nhằm giảm việc sử dụng đồng đô la Mỹ trong thương mại dường như đã bù đắp áp lực từ phương Tây, cho thấy xuất khẩu năm 2023 của Nga sang châu Âu giảm 68%, xuống còn 84,9 tỷ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu sang châu Á tăng 5,6% lên mức 306,6 tỷ đô la Mỹ. Thương mại của Nga với cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đạt đến tầm cao mới, lần lượt đạt 240 tỷ đô la Mỹ và 65 tỷ đô la Mỹ. Mặt khác, đã có các cuộc thảo luận giữa khối BRICS gồm các thị trường mới nổi với các thành viên bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi về việc tăng cường sử dụng đồng nội tệ trong thương mại giữa các quốc gia thành viên. Trong khi đó, Nga đã tăng cường xuất khẩu năng lượng sang các nước thân thiện, chiếm khoảng 84% tổng xuất khẩu của nước này vào năm 2023, theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Chuyên gia Đinh cho biết, điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của mối quan hệ ổn định giữa Moscow với các quốc gia đang phát triển. Ông Đinh cũng lưu ý rằng, cả khi đại đa số các quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết năm 2022 của Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine, không có quốc gia nào từ khu vực Nam Bán Cầu tham gia các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu. Theo chuyên gia này, thực tế trên đã đảm bảo rằng hoạt động thương mại của Nga có thể diễn ra suôn sẻ. Đây là một ví dụ mà Nga đã nêu ra về cách duy trì thương mại quốc tế phát triển trong bối cảnh bị trừng phạt tài chính. Ông Đinh cũng lưu ý thêm, khi giá trị đồng rúp đạt tới mức thấp mới vào năm 2022, Tổng thống Putin đã không quyết định vội bán ngoại tệ từ Quỹ Tài sản Quốc gia của Moscow để bảo vệ đồng tiền Nga. Mặt khác, ông yêu cầu các quốc gia thanh toán khí đốt tự nhiên của Nga bằng đồng rúp, giúp ổn định tiền tệ. Tổng thống Putin cũng yêu cầu cho các công ty nước ngoài rời khỏi thị trường Nga phải bán tài sản của họ với giá bằng một nửa giá trị và trả 10% số tiền bán được cho nhà nước. Để tăng cường khả năng phục hồi kinh tế, Nga cũng tăng cường nỗ lực thu hút đầu tư từ các nước thân thiện, trong đó có Trung Quốc. Những động thái này đã giúp Nga tránh đi theo lối chơi do phương Tây đặt ra và cho phép nước này đầu tư nhiều hơn vào chuỗi cung ứng nội địa, chuyên gia này cho biết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.